Rồi xin chào anh em này, chào anh em lại quay kênh bán iPad, bán MacBook của mình nhá. Thì em lại tiếp tục lên đây cho anh em một cây một số cây iPad giá rẻ mà mình đang đang bán đấy. Máy bên mình thì là đều được tặng sạc và tặng ốp cho các bác rồi nhá, mua về chỉ việc sử dụng thôi. Cái cây này thì đang có cái giá là 1,6 triệu các bác nhá. Con này là iPad mini 2. Pin con này rất là tốt, tầm 8 mấy 90 95% mọi người nhá. Tùy từng con đó, ngoại hình thì đẹp như thế này, giá đang để là 1.600.000 mọi người nhé. Cấu hình các kiểu rất là ok, rất là ngon, vẫn tải dùng full ứng dụng YouTube Facebook cho mình nhé, rất là ok, rất là hợp lý luôn đó. Bắt đầu đấy thì là để lại cho mình con này là mã số 8 mọi người nhé. Đó, tiếp theo đây một con này là một con E2 các bác nhé, bắt đầu lấy con này cũng được này. Con này bình thường đang để với cái giá là 2 triệu 8 này, nhưng con này nó có bị cấn góc nhẹ này thì lấy cho mọi người là 2 triệu 4 nhá. 2 triệu 4. Bác nào lấy thì để 2 triệu 4 thôi. Thì máy khá là đẹp cho em nhá. Nói chung là chức năng thì là đều full hết, nó không lỗi lầm gì cả, nó chỉ bị cấn góc đấy thôi. Và em sẽ tặng ốp cho mọi người rồi, mọi người yên tâm tuyệt đối nhá. Tặng ốp rồi nên là không 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 có bị làm sao hết. Ốp vào nhìn là đẹp ngay. Cảm biến cảm ứng các kiểu ngon hết, không có lỗi lầm gì cả nhé. Đây mọi người xem này, test cảm ứng cho mọi người này, nó có tại màn hình nó cũng chưa ấy lắm, nó còn bị bụi ấy. Nên là lúc nãy nó bị tuột đó, rất là ok mọi người nha. Cảm ứng các kiểu nói chung là ngon hết, máy bên em thì đều full chức năng cho các bác nhé. Về sử dụng cây này thì là bản E2 bản nắp SIM nhé, đây có sim này đó, E2 bản nắp sim RAM bản bản 32 nắp sim đấy, bình thường bán 2 triệu 8 thì để cho mọi người con này với cái giá cực kỳ hợp lý luôn, số 5 nhé, thì là để cho mọi người 2 triệu 4 thôi. Đây tiếp theo đến một con đẹp, mà ví dụ con đẹp như này thì là E2 con số 4 này, ví dụ E2 bản nắp sim mà con này thì là 2 triệu 8 này. 2 triệu 8 cho mọi người nhé. Đó, vẫn tặng đầy đủ sạc và phụ kiện ốp cho mọi người về chỉ việc sử dụng thôi. Máy rất là đẹp, chức năng các kiểu rất ok nhá. Màu gold cho em nhá. Đó, đây là cái keo mọi người nhá. Nó em máy bên em thì rất là sạch sẽ các bác nhá, không phải như một số bên bán máy thì là nó bẩn. Đấy mọi người mua máy bên em thì cực kỳ yên tâm, máy bên em nó cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó, máy rất là sạch nhá. Đây này một tiếp theo lên mọi người là một cây cây này gọi là cây mini 4 này, mini 4 bản 32 cũng là nắp sim cho em nhé, giá cái này là 2 triệu 7 mọi người nhé. Đó đây là cây này em về em chưa vệ sinh nhưng mọi người này, đấy các bên bán thì là nếu các bên khác bán mọi người nhìn này, đó tem cái kiểu rất là nhiều, rất là bẩn. Riêng còn riêng máy của em mà bán ra thì là cam kết mọi người là vệ sinh sạch sẽ, test ok, test bằng 3 u tun mọi người nhá, test ok hết, như con này pin 9 mấy % này đó, dùng bao ok luôn, lỗi 1 đổi 1 cho mọi người trong vòng 10 ngày bảo hành 1 tháng cơ. Mấy nên mọi người yên tâm mọi người nhá, máy tuy là nó đời nó khá cũ nhưng mà bảo hành các kiểu vẫn ngon. Tiếp theo đây là đến con này là con mini 3 mọi người nhá, mini 3 bản wifi lắp sim nhá, quên mất em nhầm một tí, con này còn mini 3 bản wifi lắp sim, con này 1.850.000 này. Có tặng cho mọi người đây nhá, con tiếp theo đến con Mi 4 này đó mọi người này, có tặng cho mọi người cái ốp da như này nhá, ốp da khá là ngon, tặng mọi người ốp da cùng bộ sạc nhá. Đó Mi 4 này, con này màu màu bạc các bác nhá, ngoại hình khá là đẹp như này, thì con này đang để cho mọi người giá là 2 củ 8 nhá. Con này thì là vẫn tải full ứng dụng thì em không lỗi lầm gì nhá mọi người nhá. Đó ngoại hình thì rất là đẹp, bác nào lấy máy thì là để lại gọi điện hoặc là nhắn tin cho em mọi người nhá. Đó cây tiếp theo đây cây số 9 này khá là ngon, mà nói chung là ngoại hình của máy rất là đẹp, có con nào xấu thì em sẽ để rẻ luôn, mà tại vì giống như con E2 lúc này đấy, con đẹp thì là để 2 củ 8, con xấu thì để mọi người chỉ phải mua nó với cái giá là 2 triệu 4 thôi, nó rẻ rất là nhiều, rẻ hơn 400.000 rồi, nó xấu một tí như vậy thôi nhưng mà nó được cái là nó full phụ kiện luôn mọi người nhé. Đó cái con này rất là ngon cho em nhé, mini 4. Tiếp theo đến một
Con E2 màu đen đi các bác ơi. Con E2 màu đen này thì cũng nói chung là cái con nó phải phải như này này. Thì có giảm giá cho các bác nhé. Ví dụ như ở con E2 máy đẹp bây giờ đang lấy là 2 triệu 6. Còn cái con mà nó nói chung là nó phải nhẹ một tí thì để cho các bác 2 củ tư. Đó, 2 củ tư. Thì lấy được cái con E2 này tương đối là ngon này. Bản 32 nắp sim nhé. Bản 32 nắp sim. Nếu mà có con nói chung là cái con này này mọi người này, mọi người cứ đi mọi người xem livestream 2 triệu tư mọi người không bao giờ mua được đâu mọi người nhé. Xem livestream hoặc xem online 2 triệu tư rất là khó mua. Tiếp theo đến đây là một cây tương đối là đời đời cao các bác nhé. Con này là đời 2019. Con này thì đẹp keng không có một lỗi lầm gì cả nha. Giá con này hơn 4 triệu cơ. Đó. Bác nào lấy máy thì là có thể nhắn tin hoặc là gọi điện cho em nhé mọi người nhé. Để chốt máy. Mà bên em thì tương đối là nhiều 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 các dòng giá nó gọi là rẻ rẻ thôi nhưng mà rất là hợp lý cho các bác, giá cực kỳ hợp lý cho mọi người mua về sử dụng luôn. Con này thì rất là bền, chơi được tất cả các game này, sử dụng mạng xã hội này. Còn con mini và con e thì là con như con này, như con mini 2 này các bác nhá. Như con mini 2 này thì là như con e2 này thì vẫn chơi cho em được PUBG và Free Fire lên quần nhá, thì vẫn chơi ok, vẫn chơi ngon này. Đó, còn là mọi người lấy cái con hiểu cái con mini 2 và mini 3 thì sẽ không chơi được các bác nhá. Mini 2 và Mini 3 thì mình chơi Free Fire hoặc là một số game cơ bản thôi. Còn con E con Mini 4 thì lại bắt đầu mọi người có thể chơi được mọi người nhé. Thì anh chơi được đó. Nói chung là con Mini 2 thì cũng chơi được. Bác nào lấy máy nào thì là nhiều bác cũng lấy máy về để hát karaoke thì là lấy cho con E2 là nó hợp lý nhất rồi nhé. Máy bên em mình test full hết chức năng rồi, tất cả các máy. Ví dụ như con này là mọi người về mọi người có thể tự test lại cũng được, rất là ok. Như con này thì là mới nhập về nó khá là bẩn này, tem này, keo này, dính các kiểu luôn, cái chữ này. Đấy, thì em bán thì trước khi bán em sẽ đấy cho mọi người test cảm biến cho em này, cảm ứng này cực kỳ ngon. Đấy, cái này thì giá 1,8 thôi, rất là ok luôn đó các bác nhá. Nói chung là full hết chức năng kể camera hay là loa đài kiểu rất là ngon. Đó, camera của máy đây. Khá là nét nha các bác nhá. Bác nào lấy máy thì là nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại các bác nhá. Có thể nếu mọi người cần thì là em sẽ có trách bao Utun gửi cho các bác cho các bác yên tâm luôn nhá. Rồi máy thì là được lỗi một đổi một và bao test đầy đủ các bác cứ yên tâm mà đặt máy mọi người nha, giá đây cực kỳ là hợp lý, cực kỳ ưu đãi rồi, giá ngày Tết cho các bác rồi nhá.